Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình, lại mình đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về mình sẽ bán squishy và bán squishy giấy da rẻ nha. Thì đây là những cái hàng mà shop mình nha. Và lấy mình có ra video về video squishy mới và mình đã làm thêm một em squishy mới nữa nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu giá thôi, let's go. Rồi, bắt đầu thôi. Đây là một em mạng tàu. Mạng tàu với giá 3k. Mạng tàu Doraemon. Em sô-cô-la đậm băng 3k luôn. Tiếp theo là một em squishy cô gái. Có giá 5k. Cái này có một bạn đặt rồi nha. Tiếp theo là một bé từng răng. Và mình cũng giới thiệu một video rồi. Hôm nay mình sẽ ra hai video nha. Em này với giá là 5k. Và mình xin nhé. Nước khác nhé. Này vừa là 5k rồi. Đây là một em ở trong đây. Trong một này. Combo với si gia đình có một bạn đặt luôn. Và giá 3k. Em cáo. Mình vẽ không có giống cáo lắm. Đây này có một bạn đặt rồi và giá 1k. Một bé em hết cơ sừng. Happy person 1k. Bánh mì này mình tặng các bạn nha. Mua trên đơn hàng. À thôi, mình tặng các bạn luôn. Nếu bạn nào mua giá của 15k, mình sẽ tặng là một em dâu galaxy nha. Và một em dưa hấu.